Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV, rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ hai tuần vừa qua, thầy Quyền Châu giảng về thiên khí và chư thiên trong câu xá luận. Câu hỏi được đặt ra là: chúng sanh nào cư trú trong cung mặt trời, bạc trăng? Luận sư trả lời: chư thiên thuộc trời tứ thiên vương. Cảnh giới của họ siêu việt hơn cảnh giới của chúng ta. Thân họ trong suốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và thời tiết. Ấy là do phước báo to lớn mà chư thiên thọ thân như vậy. Chúng ta chỉ có thể thấy họ bằng thiền định. Nếu chư thiên trú trong không, thì cư trú trong các cung mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Nếu chư thiên trụ trên đất, thì cư trú trên tầng cấp của núi Tu Di. Bốn tầng cấp mà chư thiên cư ngụ tại núi ở núi Tu Di nằm bốn hướng và từ giữa núi Tu Di trở xuống. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, theo thứ tự có các thần dược so kiên thủ, thần trì mang, thần hằng khiêu. Chư thiên ở đây đều thuộc bộ chúng, thiên chúng của tứ đại thiên vương. Bốn vị đại thiên vương cùng thuộc hạ ở tầng thứ tư, do đó chúng thuộc hạ này được gọi là tứ đại thiên vương bộ chúng. Trong bảy núi trì sông vân vân có các tụ lạc và thị trấn của chư thiên này, vì vậy chư thiên bộ chúng này được gọi là địa cư thiên. Còn trên đỉnh núi Tu Di thì có chư thiên trời tam thập tam cư trú. Bốn góc của đỉnh Tu Di có bốn chõm núi, đều có thần dọ so kim cang trấn giữ để thủ hộ chư thiên. Trung ương trời tam thập tam có đô thành xây bằng vàng tên là Thiện Kiến, mặt đất cũng bằng vàng với hàng trăm chất liệu, đất mềm mại, chạm đến có cảm giác như bông gòn. Khi bước chân xuống, mặt đất lún xuống, khi nhấc chân lên, nó phình lên như cũ. Trung ương đô thành Thiện Kiến có cung điện chiến thắng, sự huy hoàng và quy mô vĩ đại, cũng như cấu trúc tuyệt mỹ với đủ loại bảo vật quý báu làm cho các cung điện khác phải xấu hổ. Trong đô thành này có nhiều điểm hưởng lạc, lại có vườn hoa ở bốn mặt thành và bốn khu đất xinh đẹp là những địa điểm thưởng ngoạn. Bên ngoài thành, phía đông bắc, có cây hắc đàn viên sinh, cũng là tụ điểm hưởng lạc cực kỳ lôi cuốn của chư thiên tam thập tam. Hoa của cây này khi nở tròn, hương thơm thuận theo chiều gió, lan tỏa tới 100 do tuần, ngược chiều gió 50 do tuần. Về phía tây nam của đô thành, có hội trường tên là Thiện Pháp Đường. Đây là nơi chư thiên trời tam thập tam tụ tập, hội họp để cùng luận nghị các việc cần làm hay không cần làm. Từ trời tam thập tam trở lên là các chư thiên sống trên không và trú trong những thiên cung gồm chư thiên trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Chư thiên trời Dạ Ma thân rất đẹp, tự phát ánh sáng. Dạ Ma thiên còn có tên là Thiện Thời Phân vì xa mặt trời không có ngày đêm, nên dùng hoa sen mở hay khép để phân định ngày đêm. Trời Đâu Xuất còn gọi là trời Thiểu Dục Tri Túc, là nơi Bồ Tát Di Lặc trú ngụ. Trời Hóa Lạc là nơi của chư thiên có rất nhiều phước báu, cảnh giới và vật dụng đều hóa hiện theo tâm ý họ. Trời Tha Hóa Tự Tại là nơi của các chư thiên có rất nhiều phước báo. Họ luôn sử dụng những gì mà người khác có. Họ luôn nghĩ là họ đúng và có quyền lấy tất cả sản phẩm của người khác, nơi khác. Chư thiên sanh về cõi này vì kiếp trước họ là chúng sanh chỉ tu cầu phước báo chứ không tu giải thoát. Khi hết phước báo cõi thiên liền rớt xuống các cõi thấp hơn. Tuy vậy họ vẫn còn đủ phước
để giàu có, nhưng tánh rất ngang tàn. Đến khi hết phước thì đọa địa ngục, chịu nhiều khổ não vì tà kiến. Theo luận văn, trên 6 tầng trời cõi dục là 16 xứ chư thiên thuộc sắc giới, bắt đầu từ phạm chúng thiên, rồi phạm phụ thiên, đến đại phạm thiên vương, vân vân. Tổng quát có tất cả 22 xứ, từ địa ngục trở lên các tầng trời kể trên được biết là thế giới ngoại khí trong vũ trụ quan Phật giáo, được trình bày trong câu xá luận. Trong giờ học môn lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, Ni sư Tịnh Quang giải thích về phẩm phân biệt chánh tà. Đức Phật dạy chúng ta 4 tiêu chuẩn. Trước hết, coi việc đó có hại đến người khác không. Nếu có hại đến ai thì nhất định không làm. Nếu hại cho người mà lợi cho mình cũng không làm. Nếu lợi mình mà hại người cũng không làm. Chúng ta chỉ được làm việc khi việc đó lợi mình và lợi người. Đức Phật nói, chúng ta có quyền tự soi xét vấn đề giữa chánh và tà, phân biệt giữa con đường nên theo và con đường nên tránh để tu tập đúng chánh pháp. Nếu làm được như vậy thì sẽ thọ hưởng sự yên vui lâu dài. Giáo pháp trong Đạo Phật thuộc nhiều tầng bậc khác nhau, tùy theo căn cơ của mỗi người tu tập, nhưng luôn có sự viên dung nhất quán, không hề có sự mâu thuẫn, trái ngược nhau. Ni sư giảng, trước hết, Đức Phật dạy về tứ diệu đế cho người sơ cơ mới bắt đầu học đạo. Hiểu rồi, tu hành dần đến tứ quả. Sau đó, tu hành thập nhị nhân duyên để người đó có thể tự tu, tự chứng. Nhưng đối với Đức Phật vẫn chưa phải là rốt ráo, mà chỉ có những người có tâm giống như hạnh của Phật năm xưa là luôn luôn nghĩ đến chúng sanh. Đức Phật nhấn mạnh, ở đây là cái tâm mình luôn hướng về chúng sanh, tức là hành Bồ Tát Đạo lợi tha, đó là chính yếu trong sự tu hành thành Phật quả. Tiếp đến, trong phẩm phương tiện quyền thừa là sự nhận thức về các phần giáo lý trong kinh điển Đại Thừa. Ý nghĩa phương tiện quyền thừa mà Đức Phật đã thuyết giảng chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa, là con đường tu tập dẫn đến quả Phật, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ni sư giảng, tất cả kinh điển Đức Phật dạy với mục đích tối hậu là làm thế nào để rốt ráo đạt được quả vị Phật và đồng thời cứu độ tất cả chúng sanh. Những lời Phật dạy đều là chân thật, duy nhất. Thường lạc ngã tịnh có ý nghĩa là chân tâm, là Phật tánh của chúng ta. Đức Phật giảng giải, ngã là nghĩa Phật, thường có nghĩa là Pháp thân, lạc là Niết Bàn và tịnh là nghĩa Pháp. Người tu phải nhận biết chân thật về tính chất của các Pháp khác nhau giữa những gì thật sự là thường tồn với những gì là vô thường giả tạm. Trong phẩm Bốn Vô Lượng Tâm là một trong phần giáo Pháp được Đức Phật nhắc lại về sự phân biệt giữa tâm từ và tâm đại từ. Ni sư giảng, người có tâm từ là khi giúp đỡ người khác với tâm luôn hoan hỷ, còn người có tâm đại từ là người luôn biết chia sẻ mà không hề phân biệt. Nói đến nghiệp và kết quả, Đức Phật dạy rằng, quả báo của những nghiệp ác do chúng sanh tạo ra cũng không phải là nhất định. Ni sư nói, trong Đạo Phật không có thuyết định mệnh, tất cả chúng ta đều có cơ hội thay đổi bằng sự sám hối hay làm những việc thiện lành để hóa giải hay chuyển nghiệp xấu mà mình đã tạo. Sau cùng là phẩm sanh tử tương tục. Tương là tương quan, tục là tiếp tục, không bao giờ dứt. Theo lời Phật dạy, sự tu tập đạo pháp của chúng sanh chính là dựa trên nền tảng của dòng tâm thức tương tục không dứt đoạn mà mỗi chúng ta đang bị cuốn trôi không ngừng trong đó. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học hai môn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Lược Giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn.
Kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về Đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.